Chào các bạn, trong video ngày hôm nay bếp vợ đậu chia sẻ công thức làm bánh bò hấp. Với cách làm bánh bò hấp của bếp vợ đậu ngày hôm nay thì mình không cần lò nướng cũng như nồi chiên không dầu mà mình vẫn có thể làm được. Thành phẩm bánh bò thơm, béo, mềm, xốp, siêu nhiều rễ tre. Cách làm vừa đơn giản lại dễ thành công. Các bạn hãy tham khảo video của mình ngày hôm nay nha. Và nguyên liệu chính để làm bánh bò hấp đó chính là bột gạo và men nở. Mình chỉ cần sử dụng một loại bột duy nhất, đó chính là bột gạo thôi nha cả nhà. Mình không cần phải trộn thêm các loại bột khác đâu ha. Ở đây thì mình sử dụng 200g bột gạo lọc. Nếu mà các bạn không mua được bột gạo lọc thì các bạn cứ thay thế bằng bột gạo miễn thôi ha. Và với 200g bột gạo lọc thì mình sử dụng 5g men nở, mình trộn đều. Sau đó mình cho từ từ nước ấm vào. Tổng cái lượng nước ấm mình cho vào ở đây là 150ml. Lúc đầu nước còn ấm nên mình sẽ dùng muỗng mình trộn đều. Khi mà phần bột đã nguội bớt đi rồi thì mình sẽ dùng tay mình nhào bột, và mình sẽ nhào bột tầm khoảng 15 phút nha các bạn, để cho bột mịn hoàn toàn ha. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại và mình ủ bột trong vòng 30 phút. Trong thời gian đó thì mình sẽ quay sang chuẩn bị phần nước đường. Đường hôm nay mình sử dụng là đường thốt nốt. Các bạn dùng đường thốt nốt thì bánh bò của mình sẽ thơm ngon hơn. Mình dùng 100g đường thốt nốt, 200ml nước cốt dừa. Mình bắt lên bếp, mình đun với lửa nhỏ, và trong lúc đun thì mình sẽ khuấy đều như thế này để cho đường thốt nốt tan hết. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp và để nguội. Sau khi bột đã ủ được 30 phút rồi thì mình sẽ cho từ từ đường thốt nốt vào. Mình vừa trộn đều như thế này. Cùng là một món bánh bò nhưng công thức làm bánh bò hấp sẽ khác hoàn toàn so với công thức làm bánh bò nướng. Mỗi công thức thì sẽ làm ra những chiếc bánh có độ ngon khác nhau. Và ở trong video lần trước mình cũng đã có chia sẻ về cách làm bánh bò nướng, hay còn gọi là bánh bò thốt nốt bằng nồi chiên không dầu, cực kỳ đơn giản và dễ thành công. Nếu mà các bạn yêu thích thì hãy vào xem và ủng hộ kênh bếp vợ đậu với nha. Và sau khi trộn đều bột thì mình sẽ tiếp tục ủ lần 2 thêm 30 phút nữa. Ủ xong thì mình sẽ thấy cái lớp bọt khí nổi lên phía trên như thế này. Đây là cái lớp men nở hoạt động đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều thêm một lần nữa, sau đó đem đi hấp. Trước khi hấp thì mình sẽ làm nóng khuôn nha các bạn. Cái phần khuôn này thì mình cũng sẽ quét thêm một lớp dầu ăn nữa để khi lấy bánh ra dễ dàng hơn. À, lúc nãy mình quên mất, mình cho thêm vào cái tô bột này một muỗng dầu ăn nữa nha các bạn, để cho bánh của mình được mềm hơn ha. Bây giờ thì mình sẽ cho bột vào khuôn, sau đó đậy nắp lại và hấp 30 phút. Nhà mình thì không có những cái khuôn nhỏ nên mình sẽ hấp thành một cái bánh lớn như thế này luôn. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng những cái chén ăn cơm mình làm khuôn hấp cũng được ha. Và sau khi hấp được 30 phút thì mình sẽ mở nắp ra, mình kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa. Nhìn thấy bánh nở phồng lên như thế này thì chắc chắn bánh đã thành công rồi đó các bạn. Mình sẽ kiểm tra bánh bằng cách mình sử dụng một cây tăm mình xâu vào bánh ha. Thấy mà bánh không còn dính tăm nữa thì chứng tỏ bánh đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình để bánh nguội hoàn toàn, sau đó mình mới lấy bánh ra. Khi mình sử dụng đường thốt nốt để làm bánh thì bánh của mình sẽ có cái màu vàng nâu tự nhiên như thế này nè các bạn, ăn cực kỳ thơm mà ngon. Bây giờ thì mình sẽ xé bánh ra cho các bạn xem bên trong. Bánh rất là mềm, xốp và cực kỳ nhiều rễ tre. Một công thức làm bánh bò hấp vừa đơn giản lại dễ thành công. Các bạn hãy tham khảo và nếu có thời gian rảnh rỗi thì hãy làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.